Lộ clip nhạy cảm chồng đi nhà nghỉ với bồ, nữ hoàng nước mắt Hàn đáp trả còn sốc hơn. Chưa bao giờ giới nghệ sĩ lại bị bóc phốt lao đao nhiều đến vậy. Ở showbiz Việt có streamer Phương Hằng thì ở Hàn cũng chẳng kém cảnh khi có YouTuber Kim Jong Ho. Hết chị đẹp Jun Ji Hyun, giờ đến lượt nữ hoàng nước mắt Choi Ji Gu lại bị truyền tay clip chồng cắm sừng. Kênh YouTube Viện Carousel do cựu phóng viên Kim Jong Ho phụ trách gọi đây là Hội các chị gái karaoke, quay quanh nhân vật chính là Han Ye Seon. Kênh YouTube Viện Carousel do cựu phóng viên Kim Jong Ho phụ trách có vẻ như muốn đuổi cùng giết tận sự nghiệp của Han Ye Seon khi liên tục phát ngôn những thông tin gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nữ diễn viên. Và giờ, cả những người liên quan đến Han Ye Seon đều cũng không thoát khỏi móng vuốt này. Nạn nhân tiếp theo là nữ diễn viên Choi Ji Gu. Bởi theo cựu phóng viên này thì tình trẻ trai bao của Han Ye Seon là do Choi Ji Gu giới thiệu. Lên xe hoa với bạn trai CEO kém 9 tuổi vào đầu năm 2018, Choi Ji Gu quyết định giữ kín thông tin cá nhân về ông xã vì người này không phải người nổi tiếng. Nhưng nữ minh tinh vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, phát ngôn của Kim Jong Ho đã khiến công chúng sục sôi. Kim Jong Ho cho biết Choi Ji Gu là người có năng lực tài chính hơn chồng nên cô đã hết lòng hỗ trợ cho nửa kia của mình và chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc. Hơn nữa, chồng của Choi Ji Gu lại còn là bạn của người yêu Han Ye Seon. Tuy nhiên, chồng của Choi Ji Gu được cho là đã lái chính chiếc xe vừa tặng để hò hẹn với tình nhân tại nhà nghỉ. Kim Jong Ho còn tuyên bố ông đang nắm trong tay bằng chứng hình ảnh chụp chiếc xe đó và cả clip nhưng chưa muốn công khai vì có thể làm lộ biển số xe. Thay vào đó, Viện Carousel đã tiết lộ ảnh được cho là nhà nghỉ chồng Choi Ji Gu cùng nhân tình đã tới. Hình ảnh được cho là chân dung chồng Choi Ji Gu, Kim Jong Ho tiết lộ chồng Choi Ji Gu có khuôn mặt trẻ thơ nhưng thân hình thì cơ bắp, rắn rỏi và còn nhấn mạnh. Cuối cùng, dù có mang về cầu thủ, bạn cũng không thể thay đổi bản năng của họ. YG Entertainment, công ty chủ quản của Choi Ji Gu đã nhanh chóng đưa tuyên bố chính thức. Chồng của Choi Ji Gu kém cô ấy 9 tuổi và hiện là CEO của nền tảng ứng dụng Ohio. Nữ diễn viên chưa bao giờ tiết lộ thông tin về chồng mình vì lo ngại có thể làm ảnh hưởng không cần thiết đến công ty chúng tôi. Và cả hai vợ chồng Choi Ji Gu đều đồng tình và cảm thấy thoải mái với quyết định đó, tránh tạo nên gánh nặng cho nhau. Hiện tại, Choi Ji Gu cùng chồng đang rất hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống gia đình cùng nhau. Xin mọi người hãy hiểu cho Choi Ji Gu và chúng tôi chân thành yêu cầu các bạn không lan truyền bất cứ tin đồn vô căn cứ nào. Nhưng bất ngờ hơn là Kim Jong Ho còn tiết lộ cho Choi Ji Gu cũng chẳng kém cạnh chồng khi dọa sẽ chia sẻ sự cố mua gia. Sau khi nói rằng sẽ chia sẻ câu chuyện, Kim Jong Ho thậm chí còn công khai bức ảnh của một người đàn ông đang ngồi ở quán bar. Cựu phóng viên hỏi, tại sao cô lại đến Bellagio Luxury Villas ở Las Vegas với một vị chủ tịch? Tuy vậy, thông báo của YG được cho là vẫn chưa giải quyết vấn đề được rõ ràng. Hơn nữa, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi với kênh YouTube Viện Carousel nếu Kim Jong Ho vu khống và tung tin không căn cứ, thì tại sao không tiến hành kiện ông ta? Những tin đồn xoay quanh Han Ye Seon, Cho Yo Chung và giờ là Choi Ji Gu cứ liên tục được phát tán khiến cư dân mạng cũng không biết nên tin ai.